Hello anh em, lại là Đan với chuyên mục âm thanh. Cái chuyên mục mà mình xin xếp từ lúc mà thành lập kênh tới bây giờ vẫn chưa được phê duyệt. Và hôm nay sẽ là một sản phẩm từ thương hiệu Muscle, Asvit Void Google Assistant. Cái tên nghe là lạ nha, Void Google Assistant. Đây là một chiếc loa thông minh, nó không phải đơn thuần là một chiếc loa Bluetooth cho các bạn nghe nhạc. Loa này được tích hợp Void Google Assistant và có thể kết nối với lại Google Home này nọ để các bạn có thể điều khiển thiết bị hoặc là ra lệnh giọng nói giống như kiểu của FPT Play Sport á. Bình thường những thiết bị như thế này á, nó không được đánh giá quá cao về khả năng mà trải nghiệm nghe âm thanh. Tuy nhiên thì chiếc loa này được làm từ thương hiệu Muscle, một thương hiệu mà cực kỳ uy tín và lâu đời trong việc sản xuất những chiếc loa chất lượng. Thì để xem Muscle sẽ làm loa thông minh như thế nào nhé. Và hiện tại rất nhiều sản phẩm của Muscle đang được bán chính hãng tại Thamesh với giá cực kỳ ưu đãi. Chiếc loa này cũng không ngoại lệ nha. Và đưa sản phẩm mình để ngay phần mô tả video, anh em mới check vào để xem giá nha, cực kỳ tốt luôn. Và ok, để xem Muscle sẽ làm loa thông minh như thế nào. Intro thôi. Nhìn sơ cái hộp đi. Ở phía trước chúng ta sẽ có biểu tượng Wi-Fi, Apple AirPlay và Bluetooth. Bên dưới có thêm tên của chiếc loa này và OK Google Assistant. Ui, cạnh này hình đỉnh thế nhỉ. Có một cái bàn tay mà được tattoo khá là nhiều và chạm một cái loa nhìn nó retro hẳn ra luôn á. Rồi, nhìn sơ về phần thiết kế đi. Phải nói là một thiết kế nó mang đậm chất của Muscle luôn. Cái khá là vuông vức này nọ ha, nhìn nó cổ điển. Và mới đầu khi mà mình nhìn hình trên web á, mình tưởng nó nặng lắm. Tuy nhiên thì nó khá là nhẹ. Chỉ đâu khoảng 1.39kg thôi. Chứ này không dễ hiểu mà tại loa đâu có pin đâu. Cái nhân mình thấy á, thiết kế bên ngoài nó thừa hưởng khá nhiều từ đàn anh, ví dụ như Action hoặc Warbin. Một khung hình hộp chữ nhật, phần khung bên ngoài á, được làm từ nhựa mờ. Tất nhiên mà không thể nào đòi hỏi chất liệu bằng da với mức giá này rồi. Nhưng mà cái khung nhựa này á, nhìn nó cực kỳ giống da luôn nha, nên nó mang lại độ sang trọng cực kỳ cao. Mặt trước được làm bằng dây chỉ đen. Cái này nó khá là đặc trưng của Muscle. Bên trên có chữ Muscle bằng đồng, khá là sáng bóng. Phía dưới tí xíu chúng ta sẽ có một thanh kim loại bằng đồng, sáng bóng kèm 4 đèn báo. Còn ở phía trên này sẽ là ba thanh bằng đồng để mà điều khiển âm lượng bass step này nọ. Cái kiểu nút bấm này á, nhìn nó khá là đơn giản và gọn gàng tinh tế á, nhưng mà cá nhân mình thích cái kiểu núm xoay hơn, nhìn nó cổ điển và nó dễ dàng thao tác hơn. Ở hai bên đây chúng ta sẽ có thêm hai nút vật lý khác, một nút để mà dừng phát nhạc và một nút để mà tắt mic của Google Assistant. Cái nút bật tắt mic này á, mình thấy nó cũng khá là cần thiết á. Ví dụ như nhiều lúc mình đang nói chuyện bình thường á mà Google Assistant nó tự nó hiện lên á thì cũng phiền, tắt lên xong đơn giản. Ở mặt sau này sẽ khá là trống trải và không có gì cả, chỉ có một cái nút để mà reset kết nối Bluetooth và một cái jack để mà chúng ta cắm dây nguồn vào. Bên dưới sẽ là 4 chân cao su. Điểm qua vài thông số em nói đi. Mình sẽ có một con loa 30W dư dùng cho phòng bình thường và kể cả phòng khách luôn nha. Nó có thể kết nối với Apple AirPlay, điều khiển bằng giọng nói thông qua Google Assistant và ứng dụng Google Home. Bluetooth 4.2. Chắc chắn nhắc đến Bluetooth 4.2 thì nhiều bạn cũng thắc mắc à, 2021 rồi mà còn 4.2 nữa. Tuy nhiên nha, mình thấy cái Bluetooth 4.2 này là dư dùng rồi. Mình có thể kết nối với lại MacBook hoặc là iPhone cũng thoải mái, không lăn tăn. Mà con loa này được kết nối với lại Wi-Fi nên có thể phát nhạc qua YouTube hoặc là Spotify nữa. Nên cần gì phải lăn tăn này chứ. OK Google. Your device isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Đó, mình vẫn chưa kết nối được nên không thể nào mà sử dụng Google Assistant được. Muốn sử dụng thì các bạn phải download một app tên là Google Home. Đây, mình sẽ download rồi, mình mở lên. Thì bạn nào sử dụng nhiều các thiết bị thông minh á thì cũng đã biết app này rồi. Nó kết nối với lại các thiết bị thông minh khác, ví dụ như FPT Play Sport S của mình hồi đó nè và các thiết bị của Tabo. Trước khi nói, các bạn hãy nhấn cái nút phía sau này nè, cái nút mà reset Bluetooth á. OK, mình sẽ bấm cộng thiết bị. Đã tìm thấy loa Muscle luôn. Có chứ. Vô. Ồ, tiếng Anh cũng có nhiều loại quá ha. Có tiếng Anh gì người Bến Tre không ta? What? Rồi, cũng cực kỳ nhanh thôi. Hai cái thiết bị của mình đã kết nối với nhau. OK, bấm tiếp có nè. Có, tôi đồng ý. Tiếp tục. Để đài ở phòng gia đình đi. Mình sẽ kết nối cho nó một cái Wi-Fi để mà có thể phát nhạc. Mà nếu như không kết nối Bluetooth. Xong, đã kết nối. Mình sẽ bật trợ lý ảo của Google lên. Bây giờ mình sẽ nói một vài câu để mà chiếc loa nhận diện cái giọng nói của mình. Đồng ý nè. Cả hai cái này á, đều mình thử, nếu mà cũng sẽ thử free hết. Tất nhiên sẽ gặp quảng cáo rồi. Mình sẽ chọn Spotify để mà làm âm nhạc mặc định cho chiếc loa này. Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. Cái bảng này nó đưa mình một vài cái câu lệnh ví dụ như là play some music này nọ, stop này nọ nè. Bây giờ mình sẽ thử nha. Play some music. Playing some music on Spotify. So hey, let's be friends.
đấy, mình chỉ bật 5 giây thôi nha, nó dính bản quyền nữa. Chỉ cần ra lệnh thôi, nó sẽ kết nối với lại Spotify của mình và tự động phát nhạc. Ngoài ra mình sẽ thể thử thêm một vài tính năng khác nha. Set alarm for me 7 p.m. 7 p.m. set là nó có báo thức sẵn của mình luôn, 7 giờ tối nó sẽ báo thức cho mình. Rồi, mà nếu các bạn muốn sử dụng Bluetooth thì chỉ cần bật Bluetooth lên, mình cũng sẽ đè nút phía sau này cho nó nhấp nháy đèn. Đấy, rồi mình sẽ điệp tên, đấy mình đặt tên là phòng gia đình nè, kết nối với nó luôn, kịp nói. Rồi bật AC lên nghe cho nó đỉnh nè. Đó bây giờ xong, mình đã có một cái loa Bluetooth như bình thường và chỉ cần phát nhạc trên điện thoại. Đánh giá tí về chất âm, đã là loa của Marshall rồi á thì không thể nào nghi ngờ chất âm của nó được. Loa được làm khá là lớn, âm thanh khá là lớn luôn vì nó được chạy bằng nguồn có dây mà. Âm trầm chắc chắn phát ra khá là tuyệt vời, nhưng mà mình thấy cái âm thanh nó hơi mỏng và không được trọn vẹn như mình mong đợi. Âm trầm có một âm lượng rất là tốt luôn. Mic có xu hướng hơi lõm xuống và với chiếc loa này á, khi đối mặt với những bài hát phức tạp á thì tiếng các nhạc cụ có xu hướng hơi hòa vào nhau. Tuy nhiên về tổng thể, nếu như dùng con loa này với mục đích không quá chuyên nghiệp và đòi hỏi cao thì mình thấy con loa này hơn cả tuyệt vời. Ok, tổng kết lại với mức giá như thế này, nếu như nó chỉ là một con loa Bluetooth bình thường thôi thì nó đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Tuy nhiên đây là con loa tích hợp Google Assistant và nhiều công nghệ hiện đại khác nữa, nên mình thấy Marshall là con này khá là đáng đấy, khá là chịu chơi đấy. Và hiện tại con này đang được bán chính hãng tại 7S với mức giá cực kỳ ưu đãi, chắc chắn được sale luôn. Và trong mùa dịch này, các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào ở bất kỳ giá tiền nào cũng được free ship cả. Ok, nếu bạn thấy video này hay thì bấm cho mình một like, một subscribe để ủng hộ tụi mình trong những video tiếp theo nha. Và có thêm cơ sở để mình xin ship mở chuyên mục âm thanh nữa. Mình là Đan, xin chào.